Hi, chào các bạn thân mến, tôi là Ban đây. Hôm nay Play Together đã cập nhật phiên bản mới rồi nè. Giống như mùa đông năm trước đã có tuyết rơi trên đảo Kea. Bây giờ tôi phải chào tạm biệt con gà Tây và con nhỏ Bội Thu này. Bữa mới gặp nhỏ Bội Thu nó bắt tôi làm quá trời, tôi làm được bữa đó xong tôi nghỉ tới giờ luôn. Tôi đâu có đổi quà gì đâu, được dư điểm nên được nhận tiền á. Để tôi thay đồ khác cái, tại hôm qua tôi quay TikTok về hải tặc á nên là tôi mặc cái đồ như vậy. Chắc là tôi sẽ mặc cái đồ nào đó nó mùa đông một tí cho nó hợp với cái không khí mùa đông này. Chắc áo này là hợp rồi nè. Đây là trang phục của tôi nè. Trời giờ tối quá, lát trời sáng cho đẹp rồi tôi hãy đi tham quan sau nha. Quà bảo trì đợt này có 4 món là 4 cái bảng tính điểm trong máy chơi game. Đây là 4 món đồ nội thất mới. Cái này là cái bảng tính điểm của máy chơi game trong nhà nè. Mỗi trò chơi sẽ có một cái khác nhau. Cái bảng này sẽ hiện tên những ai mà được điểm cao nhất trong trò chơi đó. Có cái trò chơi mới nè, chắc là lát nữa tôi chơi trò chơi mới thử ơi. Phần quà đã được cập nhật rồi nè, nhưng mà có ai tặng cho tôi đâu, thôi kệ đi. VIP Bách mùa này xấu quắc nè, nhưng mà có cái búa đẹp nè. Chắc là tôi sẽ mua cái này để lấy cái búa thôi. Cái búa 10 tấn, cái này giống của Usopp làm nè. Cái búa đó được bơm hơi nhưng mà ghi 10 tấn để đánh lừa đối thủ. Còn cái búa trong game này không biết làm sao. Tôi mua xong rồi nè. Tôi đã làm nhiệm vụ tới món thứ 7 rồi. Chắc là bây giờ nhận từ món đầu tiên trước đi ha. Cái mũ nè. Đồ này giống con chuột quá ha. Xấu quá à. Trong game này tôi chỉ thích đồ chơi thôi. Cái nào chơi được thì tôi thích. Này cái búa 10 tấn này chắc cũng giống mấy búa kia thôi ha. Để lấy xài thử rồi nó bự không. 10 tấn nhưng mà nhìn nó cũng có chút xíu à. Cái tiếng đập nó cũng giống như cái búa đồ chơi màu đỏ vậy á. Nhưng mà xài 50 lần là hư rồi, phải sửa. Em mà giờ trời cũng sáng rồi, chắc là tôi sẽ đi tham quan cái map mùa đông năm nay có gì mới so với năm trước không. Bây giờ tôi sẽ cho mấy bạn xem mùa đông năm trước nè. Năm trước có chiếc xe màu đỏ mà năm nay có chiếc xe màu xanh. Nhiều thứ năm trước màu đỏ nhưng mà năm nay lại màu xanh. Mấy bạn đi ý là thấy à, tôi cũng màu xanh luôn nè. Mấy cái cột này là cái gì đây mà chân ở đây đây là gì mà tùm lum hết trơn vậy. Mấy cái cột trắng này để đây làm gì, trang trí cho đẹp hả? Tôi thấy có đẹp gì đâu, số quắc. À ở đây có cái cục tuyết để chọi nè. Lại cầm cục tuyết chọi là mấy bạn chọi đâu vài chục lần là mấy bạn có hành động mới xài á. Năm trước tôi làm tôi có hành động đó rồi á, thì cái hành động nó nằm ngửa ra bơi bơi sải sải tay gì đó. Tôi sẽ đi dạo vòng vòng tham quan coi có gì mới rồi tôi sẽ quay MV cho mấy bạn coi ha. Sau đây là MV ca nhạc Tình Yêu Vĩnh Hằng được thực hiện bởi ca sĩ Võ Khôi Nguyên. Ta bên nhau trong mùa xuân êm đềm như câu ca khi hoàng hôn đang đầy bao nỗi luyến thương. Anh cho em khung trời xanh mơ mộng. Tình ta dù thoáng qua trong đời, trong trái tim xin ở nguyện luôn tôn thờ. Ngại ngại ngại. Tình yêu mình đã trao cho nhau, nhưng trái tim chưa chan buồn cuối. Ân tình kia muôn kiếp không tan được. Đây là quà đăng nhập mới nè. Ngày thứ năm có cái gì giống cái micro ghê á. Nếu cái đó là cái micro thì tôi thích lắm á. Cái này là nhiệm vụ sự kiện mới nè, mấy bạn làm xong nhiệm vụ thì sẽ được quà. Tôi làm biến làm lắm. Tôi phát hiện ra ở đây có một con trồn nó bán cây kèn thú địch nè mấy bạn. Tôi sẽ mua mấy cây kèn này rồi tôi đờn cho mấy bạn nghe một bài nha. Nghe cái tiếng thú địch cũng như vui á, chắc là tôi sẽ đờn bài Happy Birthday. Để tôi hát theo thử coi cái nó làm sao ha. Mừng ngày sinh nhật cô em, mừng ngày sinh nhật thúi ghê, mừng ngày đó em đã sinh ra đời, thúi quắc luôn rồi bé ơi. Thôi giờ tôi đi về nhà test trò chơi mới nè.
tôi sẽ mua cái máy game mới. Đây là cái trò Mobile nè, cái trò chơi mới. Tôi lấy thêm cái bản điểm của trò Mobile luôn. Chắc là tôi sẽ đặt trên đầu đi ha. Trò này nhìn cũng khá là đơn giản á, chỉ cần bấm một nút thôi là có thể di chuyển tới rồi. Nếu mà mấy bạn để ý á, thì mấy trò chơi trong nhà này trò nào cũng bấm có một nút thôi à. Theo tôi thấy thì trò này nó dễ nhất trong các trò chơi còn lại luôn. Mấy bạn thấy tôi mới chơi lần đầu tiên mà tôi nhảy dù luôn này, ghê chưa? Nhưng mà tôi nghĩ là khúc sau nó sẽ khó hơn rất là nhiều á. Về cách chơi thì mình chỉ cần điều khiển con thỏ này bấm có một nút mà cho con thỏ này nó đi. Tới khi nào mà mấy bạn thấy cái đèn đỏ thì mấy bạn dừng lại cho chiếc xe lửa nó chạy qua rồi mình đi tiếp. Tôi chơi tới khúc này tôi cũng thấy nó khó rồi nè, tại vì tôi thấy nhiều đường xe lửa hơn á. Trên thế giới tôi chưa thấy chỗ nào mà nhiều xe lửa như chỗ này luôn á, u là trời. Cả đống xe vậy rồi ai đi. Nếu mà mình pro á, mình chơi được hoài thì mình sẽ thấy xe lửa hoài á, thì cái xe lửa này là vô tận ấy, nó có hoài luôn, có đống hoài luôn vậy hả? Ê, thấy cũng hay chứ bộ, mới lần đầu chơi mà tôi chơi được 100+ điểm luôn nè. Tới đây thì tôi thấy nó hơi bị khó rồi đó. Mấy chiếc xe lửa nó cũng chạy nhanh hơn nữa, vừa mới chớp đèn đỏ là nó chạy liền luôn rồi đó. Tới khúc này thì tôi thấy hơi bị chóng mặt rồi, nhưng mà tôi sẽ cố gắng lên để coi tôi được bao nhiêu điểm. Rồi chết rồi, vậy là tôi được 228 điểm. Nói chung là trò này chơi được lần đầu tiên thôi cũng thấy chán rồi, không muốn chơi nữa. Ở bên đây tôi có một cái máy ski nè, để tôi gắn thêm cái bảng điểm cho cái máy này. Cái máy này là hồi trước được bảo trì á, được game tặng á. Còn hai máy kia nữa nhưng mà tôi chả có mua nữa, tôi toàn chơi ké nhà người ta không à. Nay tôi mới về nhà của mình chơi luôn á. Ê, cái trò chơi này có ai chơi rồi nè? À, top 1, 2, 3 điểm cũng thấp mà chứ không có cao. Trong mấy trò chơi thì tôi thấy tôi chơi trò này là ổn nhất luôn á. Tôi chơi trong nhà người ta cũng được mấy trăm điểm. Để coi giờ tôi chơi trong nhà tôi được nhiêu điểm. Chắc là tôi nhanh khúc này. Bây giờ game có thêm cái nữa thì tới điểm của ai thì nó sẽ hiện lên nè. Lúc nãy tôi vừa vượt qua cái bảng top 3 của trò chơi này rồi. Còn bảng top 2 và top 1. À, tôi thấy bảng top 2 rồi nè. Bây giờ tôi sẽ cố gắng đi vượt qua bảng top 1 nha. Bảng top 1 hình như cũng gần đây thôi. Hồi nãy tôi xem hình như là bảng top 1. À đây nè, đây. Rồi vậy là tôi đã vượt qua rồi, bây giờ tôi đang top 1 á. Để tôi chỉ mấy bạn nào mà chưa biết chơi trò này, mấy bạn chỉ cần chui ngay giữa hai lá cờ này là được. Chỉ cần bấm một cái thì con chó quẹo qua trái, bấm một cái nữa thì con chó này quẹo qua phải. Mỗi lần chui qua hai lá cờ thì sẽ được cộng 1 điểm. Còn nếu mấy bạn cán trúng cái lá cờ thì mấy bạn sẽ được cộng 2 điểm. Tôi chơi chủ yếu an toàn là chính nên là tôi hạn chế cán lá cờ ở ngoài, tại vì nó dễ chết lắm. Tới khúc này tôi hết biết nói gì rồi, bây giờ tôi sẽ tôi nhanh, tới khúc nào tôi chơi chết thì thôi. Tôi chơi trên giả lập á, nhưng mà tôi chưa tắt mấy cái nút điều khiển nên là nó còn hơi bị xấu. Thôi kệ đi ha, chắc không sao đâu. Rồi tôi chơi tới đây là chết rồi, được 507 điểm á. Mấy bạn nào mà muốn phá kỷ lục tôi thì nhớ qua nhà tôi chơi nha. Đây tôi chơi game một mình giữa trời đông cô đơn đúng nghĩa đen luôn trời. Ủa nhà tôi hình như có ai vô mấy bạn ơi. Ở đằng kia kìa, có ai chơi game đằng kia kìa. À chị Cinemo. Chắc bả đang phá kỷ lục của tôi á. Để đợi chút quê cho bả chơi xong rồi ấy. Kìa chơi xong rồi kìa. Thì cái top 1 của tôi vẫn còn đó, thì chắc là lần đầu tiên chơi vẫn chưa phá được kỷ lục của tôi đâu. Trời, ai địch vậy? Cho xin ba lô chùm hôi y. Cái ba lô, à cái món quà tặng mới á hả? Để coi ơi. Ô là trời, gì vậy trời? 44 thỏi vàng, coi vàng của tôi kìa. Không. Thôi tôi xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.